Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đã cận kề. Thời điểm này, hàng hóa thực phẩm đã được bày bán nhiều trên thị trường, nhất là tại các siêu thị, cửa hàng. Theo ghi nhận của phóng viên, lượng hàng hóa phục vụ nhu cầu sắm Tết của người dân trong tỉnh không chỉ phong phú, dồi dào mà còn đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý. Tại các siêu thị trên địa bàn thành phố Ninh Bình như Go Ninh Bình, Vinmart, hàng hóa thực phẩm tràn ngập khắp các kệ hàng, màu sắc bắt mắt. Các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán như bia, rượu, nước giải khát, bánh kẹo, trái cây, thực phẩm tươi sống đến từ nhiều thương hiệu sản xuất trong và ngoài nước thu hút sự quan tâm của khách hàng. Gia đình em cũng như là bản thân hai vợ chồng em thì rất là tin tưởng Bixi để lựa chọn những cái sản phẩm hàng hóa. Dịp Tết thì chúng đi tham khảo để lựa chọn những cái mặt hàng để phục vụ Tết. Phục vụ nhu cầu mua sắm Tết Nguyên đán Nhâm Dần, dự báo lượng khách hàng cũng như nhu cầu mua sắm của người dân sẽ tăng cao hơn nhiều so với ngày thường. Do đó, các siêu thị, cửa hàng, đại lý đã chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng hóa thực phẩm, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết, tham gia chương trình bình ổn giá do Sở Công Thương triển khai. Để phục vụ cái nhu cầu mà mua sắm Tết của người dân á, thì hiện tại siêu thị đã chuẩn bị đầy đủ, rất là phong phú các cái nguồn hàng từ các cái thực phẩm thiết yếu cho đến bia, rượu, bánh kẹo. Siêu thị Go của chúng tôi cũng luôn luôn tham gia chương trình cam kết bình ổn giá với Sở Công Thương. Giá của chúng tôi sẽ là giá tốt nhất đến tay người tiêu dùng. Cùng với việc chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng hóa thực phẩm, niêm yết công khai giá cả cũng như đẩy mạnh các chương trình giảm giá khuyến mại, hệ thống các siêu thị nơi thu hút số lượng lớn người dân đến mua sắm dịp Tết còn quan tâm bổ sung nguồn nhân lực để đón tiếp và đáp ứng tốt nhu cầu của người dân. Đối với siêu thị Vinmart thì cùng với việc chuẩn bị hàng hóa thì siêu thị Vinmart có chuẩn bị thêm cả nhân lực tăng cường để chuẩn bị đầy đủ hàng hóa đối với dịp Tết. Đối với thời điểm dịp Tết thì bên em chú trọng hàng hóa chất lượng này, bình ổn giá đối với các mặt hàng là không có tăng cao. Điểm nổi bật trong khâu phục vụ khách hàng sắm Tết tại các siêu thị là ngoài lực lượng lao động sẵn có hoặc bổ sung thuê theo thời vụ, các siêu thị còn nhận được sự hỗ trợ từ các nhãn hàng là đối tác của mình trong việc bố trí nhân viên tham gia giới thiệu sản phẩm cũng như phục vụ nhu cầu khách hàng mua sắm dịp Tết. Nhận thấy cái nhu cầu trong cái dịp Tết phải là tăng cao thì nhãn hàng Coca-Cola chúng tôi thì cũng đã cử thêm một số nhân viên về đây hỗ trợ trong cái việc bày bán cũng như là về nguồn nhân lực hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất có thể. Theo nhiều người tiêu dùng, qua khảo sát giá cả hàng hóa thực phẩm tại các siêu thị, đại lý, cửa hàng, giá các mặt hàng không tăng so với năm trước. Nhiều mặt hàng là sản phẩm thiết yếu phục vụ Tết, còn được các siêu thị đẩy mạnh các chương trình khuyến mại giảm giá. Như tại siêu thị Go Ninh Bình, hiện đang triển khai chương trình giá luôn luôn thấp, áp dụng với 7.000 sản phẩm tiêu dùng thiết yếu, cam kết không tăng giá bán Tết đối với hơn 10.000 sản phẩm tiêu dùng nhanh. Tại siêu thị Vinmart, nhiều mặt hàng thực phẩm, đồ uống, hàng điện tử cũng có chương trình giảm giá mạnh như mua 1 tặng 1, giảm giá 10-30% một sản phẩm để thu hút khách hàng. Do đó, khách hàng có nhiều cơ hội mua hàng hóa giá rẻ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. Việc mua sắm Tết của gia đình tôi thì cũng đơn giản. Tôi luôn luôn chọn mua ở siêu thị vì là giá cả là phải chăng, chất lượng là sản phẩm là an toàn, hàng hóa là đa dạng, phong phú. Trước nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, cũng như mọi năm, chương trình bình ổn giá trên địa bàn tỉnh tiếp tục được Sở Công Thương triển khai với sự tham gia của 6 đơn vị và 100 điểm bình ổn giá trong toàn tỉnh. Đây là điều kiện thuận lợi hỗ trợ người dân yên tâm mua sắm, không lo tình trạng thiếu hàng, tăng giá, cũng như đảm bảo cân đối cung cầu, ổn định giá cả thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán.